Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Nhìn cái tiêu đề thì các bạn cũng biết là ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 6 bước để có thể quay trở lại với người yêu cũ. Mình nhớ là tầm này năm ngoái thì mình đã làm rất nhiều video chia sẻ với các bạn những bước để quên người yêu cũ này, cách để các bạn có thể vượt qua cái giai đoạn sau khi chia tay. Thế nhưng mà có rất là nhiều bạn đã để lại comment và hỏi mình là vậy thì làm thế nào để quay trở lại với người yêu cũ? Mình biết là đôi khi các bạn chia tay ấy, thế nhưng mà vì một lý do nào đấy mà hiểu lầm nhau chẳng hạn mà dẫn đến chia tay, hoặc là một trong hai người thì rất là muốn quay lại với người yêu cũ. Và người ta có câu là tình cũ không rủ cũng đến mà. Đôi khi thì cái việc mà quay lại với người yêu cũ ấy, thì nó còn dễ dàng hơn là việc các bạn bắt đầu mối quan hệ mới. Và nếu như bạn đang loay hoay với việc không thể quên được người yêu cũ và rất là muốn quay lại với người ta thì video này dành cho các bạn. Đây chỉ là chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi, mình không chắc chắn rằng là 100% là các bạn sẽ thành công nếu như sử dụng các bước này. Thế nhưng mà các bạn cũng có thể yên tâm bởi vì là mình đã từng sử dụng những bước này và mình đã từng thành công. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của video thôi. Bước đầu tiên mà các bạn phải làm đó là hãy tạm dừng liên lạc với người yêu cũ. Hãy cố gắng là không liên lạc với người yêu cũ trừ khi là các bạn có một cái việc gì đó chính đáng, một việc gì đó cực kỳ cần thiết. Bởi vì các bạn biết sao, ở cái thời điểm mà hai người vừa mới chia tay ấy, nếu như các bạn vẫn cố tình liên lạc với người yêu cũ thì không là bi lụy, van xin, cầu xin thì cũng là trách móc rồi đủ thứ. Bởi vì cái thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm khi mà hai bạn vừa mới chia tay nhau. Đó thì cả hai đều chưa bình tĩnh và chưa có một cái suy nghĩ thấu đáo. Nên là rất dễ để khiến cho chúng ta càng nói nhiều thì càng đi vào ngõ cụt, và càng nói nhiều thì càng có cái nhìn xấu về nhau ấy. Và thêm nữa, ở thời điểm này nếu như bạn vẫn còn đang muốn quay lại với người ta thì rất dễ, không phải rất dễ đâu mà 100% là bạn sẽ nói những lời bi lụy, cầu xin, van xin này nỉ. Và điều đó thì chắc chắn là sẽ làm cho đối phương cảm thấy rất là mệt mỏi, thêm nữa là sẽ làm cho mất hết giá trị của bạn. Và chắc chắn là cái điều này sẽ càng đẩy các bạn đi xa nhau hơn thôi, chứ không thể nào mà có thể quay lại được ấy. Vậy nên là ở thời điểm này thì bạn phải cố gắng thực hiện cho được cái bước đầu tiên này cho mình, đó là không liên lạc với người yêu cũ. Rồi sau khi mà hoàn thành được bước thứ nhất thì chúng ta sẽ đến với bước thứ hai. Bước thứ hai cũng là một bước rất là khó khăn. Ở thời gian này thì các bạn hãy cố gắng là chăm sóc bản thân mình thật là tốt và làm những cái dự định mà trước đấy các bạn chưa có thời gian để có thể thực hiện nó. Thường thì sau khi chia tay thì các bạn sẽ có những ngày bỏ bê bản thân. Các bạn cho bản thân mình không làm gì cả. Các bạn khóc suốt cả ngày đêm. Các bạn bỏ ăn rồi, hoặc là các bạn có thể ăn quá nhiều. Cái việc này ấy thì ok không sao, nhưng các bạn chỉ nên làm nó trong khoảng 1 đến 2 ngày để cho các bạn phần nào vơi bớt nỗi buồn thôi, chứ đừng có kéo dài nó quá nhiều. Nếu như bỏ bê bản thân và kéo dài cái việc này quá lâu thì bạn sẽ trở thành một người đương nhiên là xấu đi này, xong chẳng còn có gì hấp dẫn nữa đúng không? Mất hết cả giá trị. Chắc là không một ai muốn hẹn hò với một người bỏ bê bản thân cả. Nên là các bạn hãy cố gắng thoát ra khỏi những ngày đó. Các bạn chỉ nhiều nhất là chỉ được như thế 3 đến 4 ngày thôi. Sau đó là các bạn phải cố gắng quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Và đương nhiên là việc bạn cần làm lúc này đó là trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn xưa rồi. Lúc này thì hãy dành thời gian cho những cái dự định mà trước đây khi có người yêu bạn dành thời gian quá nhiều cho người yêu mà bạn không có thời gian để làm. Có thể là dự định về học tập này, trau dồi những cái kiến thức, cái kỹ năng gì đó của bản thân, hoặc là đi du lịch với bạn bè. Việc mà bạn tập trung cho công việc và học tập thì sẽ làm sao lãng cái vấn đề quan tâm của các bạn và sẽ giúp cho các bạn phần nào vơi bớt cái nỗi đau khổ của việc chia tay người yêu. Thêm nữa là các bạn có thể học tập thêm được một cái điều gì đó mới này, thay đổi bản thân, thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc một chút. Và những cái điều mới mẻ này thì sẽ làm cho cuộc sống của các bạn có thêm nhiều màu sắc hơn. Và các bạn sẽ phần nào cảm thấy vơi đi cái nỗi trống trải, cái khoảng trống mà người cũ để lại cho bạn. Sau khi mà bạn đã làm tốt bước thứ hai rồi ấy, thì chúng ta sẽ bước đến bước thứ ba. Lúc này thì bạn phải thực sự nghiêm túc và đưa ra những câu trả lời cho bản thân của mình. Có những câu hỏi mà các bạn bắt buộc phải trả lời. Câu hỏi đầu tiên đó là suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao bạn và người ấy lại chia tay. Và cái nguyên nhân dẫn đến chia tay đấy thì các bạn có thể giải quyết được với nhau không, và giải quyết như thế nào. Những mâu thuẫn và khúc mắc trong mối quan hệ của bạn là gì. Và nếu như mà hai bạn quay lại với nhau thì bạn có thực sự giải quyết được tất cả những vấn đề đó không, có thực sự làm cho nó không lặp lại nữa không. Một câu hỏi tiếp theo mà các bạn phải trả lời đó là các bạn có thực sự muốn quay lại với người yêu của bạn không? Bạn có còn yêu người ta thật không? Hay đây chỉ là cái cảm giác cố chấp khi mà hai người vừa mới chia tay nhau thôi? Câu hỏi thứ 5 bạn cũng cần phải trả lời rằng là
cái người yêu của bạn có thực sự yêu bạn không, họ có thực sự muốn bạn ở bên cạnh không, bạn cảm thấy rằng tình cảm của họ dành cho bạn có đủ không và có xứng đáng để bạn cố gắng để quay lại với người ta không. Câu hỏi thứ 6 mà mình muốn các bạn phải trả lời ở trong bước này đó là suy nghĩ về ưu điểm, nhược điểm của cả hai người, những cái điều mà hai người không hợp nhau, và các bạn nghĩ xem là các bạn có sẵn sàng để thay đổi vì nhau để có thể bắt đầu một quan hệ mới hay không. Mình tin rằng là có rất nhiều những câu hỏi mà các bạn cần phải trả lời, và khi đi đến bước này rồi ấy thì có thể là một vài người sẽ cảm thấy chán dần, cảm thấy vơi dần nỗi nhớ, cảm thấy muốn bỏ cuộc rồi, và chưa chắc là đến bước này là các bạn đã muốn quay lại với người yêu cũ đâu. Có thể là sau khi tập trung vào học tập, công việc, bạn bè và gia đình thì bạn sẽ cảm thấy rằng thất tình cháu gì là to tát cả, và bạn chả cần người yêu và bạn chưa chắc đã muốn quay lại với người yêu cũ. Hoặc cũng có thể là trong thời gian này thì bạn đã rung động với một người mới rồi. Dù sao thì bạn nên cố gắng là hãy trả lời tất cả những câu hỏi mà mình đưa ra để các bạn có thể suy nghĩ thật là thấu đáo rằng là bạn có thực sự muốn quay lại với người yêu cũ không, và nếu quay lại thì các bạn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ dài không hay là lại sớm chia tay. Và nếu như đến cái bước này rồi, sau khi mà trả lời được tất cả các câu hỏi mà bạn vẫn còn muốn quay lại với người yêu cũ ấy, thì chúng ta sẽ bước đến bước thứ tư. Bước thứ tư này được coi là một bước vô cùng quan trọng, bởi vì bước này chính là bước quyết định để khiến bạn tiến dần hơn với những cái bước để giúp bạn có thể quay trở lại với người yêu cũ. Bước thứ tư thì các bạn phải làm mới bản thân và trở thành một người mới mẻ hơn bạn ngày xưa. Mình nói thế có nghĩa là không phải là bạn biến thành một con người khác hoàn toàn nhá, chỉ là các bạn trở nên xinh hơn trước này, đẹp trai hơn trước này, tốt hơn trước này và giỏi hơn trước. Các bạn hãy yêu thương bản thân mình bằng cách đó là cảm thấy da mình chưa đẹp một chút thì chăm sóc da đi, đi cắt tóc này, hoặc là cảm thấy như cơ thể mình đang bị thừa cân này, chưa đẹp này thì có thể giảm cân một chút đi để có thể đẹp hơn. Các cụ có câu là nhất dáng nhì da đúng không? Nếu như mà dáng chúng ta đẹp lên ấy thì chúng ta đã xinh lên rất là nhiều rồi. Và nếu như các bạn muốn giảm cân mà đang tìm một biện pháp giảm cân thì có thể qua Instagram của mình phuongthao.zoim để link ở bên dưới nhá. Ở đó thì mình sẽ có thể tư vấn cho các bạn về cái cách mà mình đã thực hiện để có thể giảm cân. Các bạn đã theo dõi nhiều video trước đây của mình ấy thì đã thấy mình nói đến cái việc là ngày trước ấy mình đã từng béo hơn như này rất nhiều và mình đã giảm cân thành công. Và cái sản phẩm giảm cân mà mình sử dụng đó chính là Coffee Idol Slim. Thì đây là một cái sản phẩm giảm cân mà mình đã nói đến rất là nhiều ở những video trước rồi. Nếu như bạn nào muốn tham khảo kỹ hơn ấy thì có thể ấn vào mình để link ở dưới phần mô tả để các bạn theo dõi nhá. Đây là một sản phẩm giảm cân rất là tốt, giúp cho bạn giảm cân hiệu quả, an toàn, không phải giảm cân ảo mất nước mà sẽ làm cho các bạn giảm cân theo kiểu giảm mỡ, giảm size cơ thể ấy. Và đương nhiên là nó không có tác dụng phụ và cũng không gây mệt mỏi rồi. Có rất nhiều bạn đã sử dụng. Nếu như các bạn quan tâm đến vấn đề giảm cân thì các bạn có thể ấn vào link Insta của mình nhá. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong bước 4, đó chính là làm mới bản thân đúng không? Hãy chắc chắn rằng là các bạn đã hoàn thành xong bước 4 này rồi thì hãy mới tiến đến bước 5 nhá. Hãy chắc chắn rằng là trông các bạn đã tự tin hơn, xinh đẹp hơn, không còn quỵ lụy, ủy mị. Ở cái ấn tượng đầu tiên thì ai cũng thích xinh và đẹp mà đúng không? Nếu như các bạn xinh hơn, đẹp trai hơn thì người yêu cũ của các bạn nhìn thì cũng thấy tiếc chứ sao? Chúng ta sẽ đến với bước thứ 5, đó là các bạn sẽ chọn một cái thời điểm thật là thích hợp, thật là tự nhiên để có thể xuất hiện trở lại trước mặt người yêu cũ. Ở cái bước này, khi các bạn đã tìm được một cái thời điểm thích hợp thì các bạn hãy cố gắng xuất hiện lại trước mặt người yêu cũ với vai trò là một người bạn thôi. Hãy để mối quan hệ của các bạn diễn ra một cách thật là tự nhiên. Giai đoạn này thì các bạn cần cố gắng kiên nhẫn một chút để quan sát thái độ của đối phương. Lúc này thì các bạn cần tiến lùi cực kỳ phù hợp để tránh gây ác cảm cho họ và vẫn còn giữ được đường lùi cho mình. Để ví dụ nếu như thời điểm này mà người yêu cũ của bạn đã có người yêu mới rồi thì các bạn còn dành ra một cái đường lùi cho bản thân mình để cho đỡ nhục. Và đến đây thì tùy vào sở thích và tính cách của đối phương để các bạn sẽ bắt đầu tiến hành theo đuổi lại từ đầu cho mình nhá. Thì mình tin rằng là trước đây thì hai bạn đã từng yêu nhau, vì vậy bạn đã hiểu tính cách và sở thích của họ, nên là việc mà bạn theo đuổi lại họ thì chắc là cũng không có gì khó khăn đúng không? Trong trường hợp nếu như bạn cảm nhận được rằng là sự xuất hiện trở lại của bạn thì gây ấn tượng cho người yêu cũ của bạn, đây chính là một tín hiệu rất là vui dành cho bạn ấy. Bạn hãy giữ một cái thái độ kiểu lửng lơ, vừa thân quen nhưng lại vừa xa cách, biết đâu thì người yêu cũ của bạn còn chủ động theo đuổi lại bạn cũng nên. Bởi vì là tình cũ thì không rủ cũng đến, vậy nên là các bạn yên tâm. Các bạn chỉ cần không quá vồ vập, không quá bi lụy là mình tin rằng các bạn có thể thành công ở bước thứ 5 này. Bước thứ 6 mình muốn nói với các bạn đó là nếu như bạn và người yêu cũ của bạn đã quay trở lại thành công rồi ấy, thì các bạn hãy đừng bao giờ quên những câu hỏi mà mình đã đưa ra cho các bạn ở bước thứ 3. Các bạn phải luôn luôn cố gắng để
ghi nhớ những câu hỏi đấy và trả lời cho bằng được những câu hỏi đấy, để các bạn có thể tránh lặp lại những cái sai lầm trong quá khứ, tránh lặp lại những sai lầm mà đã khiến cho hai bạn phải chia tay. Mình tin rằng là khi mà các bạn đã đi được đến bước này rồi ấy, thì các bạn đã có đủ những cái thời gian để suy nghĩ, để có thể trả lời toàn bộ những câu hỏi này rồi. Và đương nhiên ở trường hợp xấu nhất, nếu như mà người yêu cũ của bạn không chấp nhận quay lại với bạn, thì mình tin rằng ở cái khi mà đi đến bước này rồi thì bạn đã có thể đủ tự tin, đủ suy nghĩ thấu đáo, đủ để có thể hoàn toàn bước ra khỏi một mối quan hệ và bắt đầu tìm cho mình một quan hệ mới chẳng hạn. Ok, như vậy là video ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn 6 bước để giúp cho các bạn có thể quay trở lại với người yêu cũ. Mình hy vọng rằng video này có thể giúp ích cho các bạn. Nếu như các bạn đang loay hoay không biết làm thế nào để quay trở lại với người yêu cũ thì các bạn có thể thực hiện những cái bước mà mình nêu ra. Mình tin rằng các bạn sẽ thành công bởi vì mình cũng đã từng thành công. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và cũng đừng quên là hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.